đã từng chửi cô giáo đó này kia, thì những anh những chị nhìn lại đi, đúng không? Cô tham lam, cô tham lam của ai? Bây giờ nghe lại coi gia đình tôi có tham không? Còn cái này là của anh tôi, mồ hôi nước mắt của anh tôi làm ra. Cô Hồng Loan nó là đứa con nuôi, mà gia đình tôi vẫn cho nó là ruột thịt, mà ngày hôm nay nó bán đứng tôi, nó chà đạp gia đình dòng họ tôi, mà tôi không được quyền lên tiếng. Sao chị nghĩ là cái xã hội này quá bất công, đặt ra cái điều mà cộng đồng mạng á quá vô tinh tâm, không biết phải trái như thế nào để mà đánh giá. Mình muốn nói chuyện gì, mình muốn làm chuyện gì, mình cũng phải nói trước, nói sao chứ, mình phải thôi làm sao. Chưa hết đơn chữ trời không còn non nữa chị Trân. Con thấy cái vấn đề mà con thuộc con nuôi dạ cả nhà kìa. Đâu có tham lam. À, cô Chít đâu có tham lam. À, cô Chít có tham lam thì cũng là của anh cô Chít nha. Con Hồng Loan ấy gọi là chỉ là đứa con nuôi thôi. À, coi như là nó bán đứng cô Chít. Cô Chít là gì mà nó không bán đứng? Cô Chít là đại vương à, mà nó sao Hồng Loan nó sợ nó không dám bán đứng. Trời ơi, cô Chít là gì hả? Chắc là đại vương hả? À, Hồng Loan này to gan á, dám bán đứng cô Chít à? Chỉ là đứa con nuôi mà tại sao mà gan thiệt á, công nhận. Đứa con nuôi mà sao gan chứ hả? Hả? Sao có can đảm mà coi như là bán đứng được bà cô ha? Mà bà cô này cũng hiền á. Bà cô này cũng nhận là bà cô này hiền á, quá hiền. Để một cái đứa con nuôi, à, một đứa con nuôi, một đứa cháu nuôi thôi mà sao mà nó dám, không nhận, nó gan thiệt, gan thiệt. Cô Chít là đường đường là một coi như là một nữ tướng, mà sao mà lại để cho một cái đứa cháu nuôi mà nó lại đúng thật, to gan thật. Hồi nào giờ cô Chít tốt lắm, cô Chít coi Hồng Loan như là con ruột ở trong nhà không à? Tốt lắm, tốt à, công nhận tốt ghê ta. À, rồi á, cộng đồng mạng, ở đâu ra mà có cái chế độ mà cộng đồng mạng vậy, công nhận á. Ở đâu ra mà đặt cho một cái gọi là một cái cộng đồng mạng, nó quá vô duyên. À, cộng đồng mạng để làm gì á, thì ta. Tự nhiên cái mọc lên cái ba cái vụ cộng đồng mạng á. Thế mới ngộ à, để làm gì á, à, nhờ cái làm không biết sao mà nó lại có cái vụ cộng đồng mạng. Thế cho nên là đâm ra là cứ mới bị ngưng lại, à, ngưng lại. Cộng đồng mạng biết hết tất cả mọi chuyện, à, là à, cô Chít đang làm. À, cộng đồng mạng thì hay thiệt á. Giá như mà không có cộng đồng mạng này, có phải là coi như suôn sẻ ha, không có một cái coi như một cái rào cản nào là nó cản lại ha. Chỉ vì cái cộng đồng mạng thôi, công nhận phải nói là cái cộng đồng mạng này không có gọi là ước gì mà đừng có cái cộng đồng mạng thì giờ có phải là ngon cơm không ha. Thì giờ cho con Loan là bây giờ nó cho nó đi xa rồi ha. Phải nghe trước nghe sau, ít ra thì cũng phải nghe cô Chít thanh minh thanh nga. Ở đâu ra mà cộng đồng mạng mà lên mà chửi xối xả luôn, cũng nhận thật. Cô Chít cô ấy hiền lành như vậy mà sao mà lại chỉ có là những cái ba cái đoạn video cắt ghép, hay là ba cái đoạn video là coi như là cô Chít quá tay thôi, chứ cô Chít hiền lành quá trời luôn. Mà công nhận cộng đồng mạng này không có chịu lắng nghe ha. À, những cái clip mà coi như là chửi thằng cha mày nằm bại liệt,
rồi những cái clip là coi như là coi như là sao mày cái gì tài sản này của là anh tao mày nên nhớ là tài sản này là của anh tao rồi cái clip mà coi như là mở cửa ra bắt mở cửa ra để cho hai mẹ con vào cái clip đó. Xong rồi có công an đến mày quên gì Hồng Loan, tôi quên chủ nhà quên chủ nhà, chủ nhà cái ông nội mày Hiền Hiền ghê ta, cộng đồng mạng này kỳ ta. Ba cái clip đó chỉ gọi là cắt ghép thôi, đâu phải giọng của bà ship mày quên gì, quên chủ nhà, chủ nhà hả, chủ nhà cái ông nội mày. Trời ơi trời, đến mức độ như vậy mà giờ này còn khóc lóc cái gì, oan uổng cái gì nữa, oan ức cái giống gì mà giờ này còn lên tan lan khóc lóc, là tại cái cộng đồng mạng không chịu lắng nghe, rồi coi như là ở đâu ra mà lại có cái cộng đồng mạng, ở đâu ra là ở đâu ra, cộng đồng mạng là từ xưa tới giờ có yêu cầu là có con người là có cộng đồng mạng thôi, chứ có gì đâu. Xã hội thì phải có cộng đồng mạng rồi, chứ làm sao nó đúng cả nhà. Hỏi cộng đồng mạng ở đâu ra, tự đặt cho là cái cộng đồng mạng. Ai mà gan quá, ai mà dám đặt cho cái cộng đồng mạng Ủa, cô chít cô phá thì cô chít cũng phá của anh cô chít, chứ tham lam gì, cô chít đâu có tham lam, không hề tham lam, cô chít chỉ là phá của anh cô chít thôi. Cô chít bán nhà từ đường đi chơi đỏ đen, chỉ là chơi đỏ đen thôi mà dám gì mà giữ vậy, với lại vài căn nhà, 5-7 căn nhà với ngàn cây vàng, ngàn lượng vàng, có cái gì đâu mà, chỉ là cái chuyện nhỏ thôi mà cái cộng đồng mạng này thiệt tình luôn, không chịu lắng nghe gì hết trơn á, chỉ nghe từ một phía thôi, nó là một đứa con nuôi mà coi như là nó bán đứng, nó bán đứng bà cô ông chú, rồi coi như là sao, nó chà đạp để nó để cho người ta xã hội cộng đồng mạng chà đạp đến gia đình, coi như không ra cái thể thống gì, chung quy ra là cũng là đổ lên đầu Hồng Loan hết trơn. Cái gì mình cũng đúng hết á, Hồng Loan cái gì cũng sai, cái gì cũng coi như là gán ghép cái từ con nuôi cho Hồng Loan, rồi cái gì cũng là Hồng Loan, là coi như là toàn bộ là Hồng Loan, là coi như là ngày hôm nay là tất cả là mẹ con nhà bà ấy có ngày hôm nay, giờ bây giờ là bà ấy đổ lên đầu Hồng Loan hết trơn, đổ lên đầu Hồng Loan. Đúng rồi, mẹ con nhà bà hiền lành lắm, hiền lắm, hiền quá, hiền đến mức độ mà coi như là cứ coi như sao phải mời công an, mời công an đến kiểm tra nhân khẩu, mời công an là coi như là mới có thể mà xúc mẹ con nhà bà đi được, chứ còn ngoài ra thì không có thể nào mà đến 1.000 Hồng Loan cũng không thể nào mà xúc nổi. Hiền quá mà, oan quá, oan mà như oan thì mau á. Rồi á, cô chít đâu có tham lam, đúng rồi, đâu có tham, không có tham, làm gì có tham, đâu có tham tí nào đâu. Trời ơi, mọi người cứ nghe Hồng Loan không à, cô chít đâu có tham lam, có ăn cái gầm giường vàng à, thầu cái đám ma trong một nguyên cái gầm giường vàng, cái dọn mang cái gầm giường ấy đi, rồi coi như là tiền, phong bì, rồi vàng, rồi coi như là không biết là bao nhiêu, mà coi như là lật cái gầm giường lên là coi như tài sản, coi như là vô gia cư, đi ở nhờ, ở ké, ở đầu, mà coi như vàng là nguyên cái gầm giường đến nhà người ta gì đó, rồi ra đi là coi như là không biết bao nhiêu là, không biết bao nhiêu là tài sản, không biết tài sản ở đâu ra hả cả nhà, không biết là tài sản ở đâu ra, mà coi như là bảo là không làm tham lam, rồi không tham lam mà tại sao đi tranh chấp tài sản của đứa cháu của mình làm gì,
Nếu mà thừa nhận mình là người không tham lam, thừa nhận là không bao giờ gia đình cô Chít là đồng sở hữu, chưa bao giờ gia đình cô Chít nói đồng sở hữu, rồi bây giờ lại nói là cái gì chúng tôi không tham lam, của cho kỳ ta không tham lam thì giờ của nó dùng của nó hưởng, mắc cái chứng gì mà giờ ăn xong tối ngày vác đơn đi kiện là coi như là tranh giành tài sản của con ta để làm gì, của cho kỳ ta, của không tham lam sao kỳ ta. Nói đằng làm nẻo, đi lên trên phỏng vấn thì nói đằng, mà xuống thì nói nẻo. Bởi cho nên là tại sao lời nói không có giá trị, lời nói của bà không có giá trị, bà nói đằng bà làm nẻo, rồi bà đối xử với con người ta, bà coi đó, bà coi bà đối xử với con của người ta như vậy, giờ bà làm cho con người ta coi như tới ngày hôm nay là coi như là tơi tả tả tơi, đúng không? Nhờ có cộng đồng mạng là Hồng Loan mới có ngày hôm nay. Nếu mà không có cộng đồng mạng thì Hồng Loan sẽ như thế nào? Rồi sẽ làm sao mà vạch được cái bộ mặt mẹ con nhà bà ra? Rồi làm sao mà vạch được cái băng nhóm mà thầu đám ma ra, đúng không cả nhà? Vậy bà ngồi bà trách cái gì của cộng đồng mạng đi? Cộng đồng mạng thì cũng ủng hộ cái lẽ phải chứ, không lẽ giờ cộng đồng mạng đi ủng hộ đi cướp nhà của người ta, đúng không? Đi ăn nhờ kéo, không lẽ cộng đồng mạng đi ủng hộ cho những cái thành phần như vậy, rồi nó sẽ còn ra cái thể thống gì, nó còn ra cái xã hội gì nữa, đúng không cả nhà? Bà mẹ con nhà bà làm coi như là sao khác người, mẹ con nhà bà chơi khác người. Thế bây giờ bắt cộng đồng mạng bây giờ người ta phải ủng hộ, thế bắt cộng đồng mạng bây giờ người ta phải nghe theo mẹ con nhà bà, rồi coi như là để cho đẩy Hồng Loan ra ngoài đường ở, đẩy Hồng Loan ra gầm cầu rồi bà mới chịu rồi cái vụ thầu đám ma không thấy đề cập gì tới, cái vụ sau kê sau kẹt không thấy nói năng gì hết, thấy làm ngơ luôn. Bây giờ chuyển qua là giả bộ khóc lóc này kia nọ, rồi cái chuyển qua là và van xin khóc lóc là giống như là dạng như đóng phim diễn kịch diễn phim vậy đó, diễn tuồng vậy đó. Rồi cái gì nói sao, trời ơi, cô có tham lam thì cô tham lam của anh cô, đúng rồi. Nên nhớ rằng anh cô thì anh cô, nhưng mà cái gì nó cũng có giới hạn, đúng không cả nhà? Cái gì nó có giới hạn, hơn nữa là anh cô là còn có con người ta. Ủa thế không lẽ bà muốn ăn hết phần con ta hả? Rồi bà nghĩ sao, từ xưa đến giờ bà phá tài sản của người ta không biết bao nhiêu, lắng lẽ cái tài sản đó là Hồng Loan được thừa hưởng, mà bà phá, bà chơi đỏ đen số đề đó là coi như là thua cái nhà từ đường không nói, rồi là thua toàn bộ những cái tài sản một của ba người ta. Bây giờ không lẽ giờ còn có căn nhà, không lẽ giờ bà muốn con người ta là giờ phải ra ngoài đường ở? Dường như vậy bà mới vừa lòng hay sao? Một cái người cô như bà không xứng đáng nhá. Một cái người cô như bà là coi như là chỉ gọi là cái gì, là cái thứ đầu đường xó chợ, không xứng đáng, không xứng đáng là bà cô nhá. Đừng có ngồi đó mà giả nhân, rồi nói nó chỉ là đứa con nôi mà nó để cho người ta nó bán đứng, nó để cho người ta chà đạp gia đình không ra cái gì. Đúng rồi, gia đình nhà bà có ra cái gì đâu mà chà với chà đạp, chả cần Hồng Loan bán đứng. Thì giờ nếu mà nói về quá khứ cũng như là coi như là về cái tôi gọi là cái gì, cái quá khứ cũng như là cái lịch sử của mẹ con nhà bà là người ta nổi óc cục rồi, đâu cần Hồng Loan bán đứng. Người ta nghe người này người kia, người ta coi như với chỉ cần nghe cái đoạn clip chú Năm chú nói là bán cho trả nợ cho cái thằng Bảy Trèo, là bán căn nhà biệt thự mà bệnh ốm tới 4 ngày 4 đêm, một không ăn không ngủ, mất ăn mất ngủ, rồi chưa tính trả nợ cho những cái khoản khác. Còn bà thì sao? Bà thì 5 căn nhà với một căn từ đường với 1.000 lượng vàng, nhiêu đó là người ta chán ngán, có nhiêu đó thôi, nhiêu đó là cả thế giới là người ta coi người ta ngán ngẩm rồi. Không có một người em nào mà đi phá phách của một người anh mà coi như anh mình nó cực khổ, ngày đêm đi làm đi lục,
đi kiếm tiền, coi như xa con cái của mình, đi coi như là nay đi đây mai đi đó, ăn cơm ở ngoài đường, ngủ ở ngoài đường, coi như làm sao như vậy mà bà cũng chưa vừa lòng. Giờ bà muốn sao, bây giờ bà muốn như nào? Bà muốn là bây giờ là ý là Hồng Loan là bán đứng bà, có nghĩa là Hồng Loan có nghĩa là sao? Hồng Loan nó quá đáng đúng không? Nó quá tệ với bà đúng không? Đúng rồi, Hồng Loan nó không phải là nó quá tệ đâu, mà nó bán, nhưng mà nó bán còn chưa hết, nó ăn lý da nó bán phải thêm nữa, chứ nó bán như vậy là coi như là vẫn chưa đủ. Con Loan này á, con Loan này bán mà bán phải bán cho hết nha, chứ mày bán mà coi như là lịch sử của bà ấy là mày cũng còn chưa bán, mày chưa bán hết, là tao chỉ thấy mày là coi như là bán là gọi là coi như là mới có một phần thôi, còn nếu mà bán hết coi như là về cái lịch sử của bà thì chắc có lẽ là thôi rồi. Hồng Loan mà nó chịu khó bán thì khả năng thôi rồi thì bà sẽ còn như thế nào. Nhưng mà Hồng Loan nó là một người cháu, nó chưa bao giờ mà nó đứng lên coi như là nó nói xấu bà, chỉ vì bà quá đáng thì nó mới nói thôi. Bà quá đáng bà ép nó vào đường cùng thì là khi đó cái dù nhà từ đường là nó mới kể ra là tại sao mất, thì mất như thế nào, là nó mới kể ra là cha con người ta nói chuyện với nhau, rồi sau đó là nó thừa biết được rằng bà là một bà cô quá, phải nói là quá khốn nạn, cho nên tại sao mà nó không nói ra. Nhưng mà đến bây giờ không nói cũng phải nói, nó uất ức, nó mới là người uất ức chứ không phải là bà đã có gì đâu uất ức. Bà ăn trong bà lo phá tài sản của cha người ta này, bà còn gì đâu mà uất ức, bà đâu có cái gì đâu mà để uất. Hồng Loan nó mới là người uất ức, bởi vì Hồng Loan á là đã nghe những cái tài sản nó được hưởng từ cái những cái đồng tiền mồ hôi nước mắt của ba nó làm ra, mà cuối cùng bà đem đi cho thiên hạ nó ăn đó, thì bà có xứng đáng là một bà cô không? Bà với thằng Bảy Xèo có xứng đáng là bà cô ông chú không? Cho nên tại sao mà thôi đi, bớt diễn lại đi, bớt diễn lại á thì gọi là cho bầu trời nó đẹp ha. Diễn hoài mà không thấy chán à, diễn mà diễn từ xưa đến giờ còn chưa thấy chán, diễn hết tới đời cha người ta, bây giờ muốn diễn tới đời con ta, diễn để coi như để mà ăn tiền à, diễn để mà còn căn nhà để mà nốt luôn à, đúng cả nhà, cho dễ quá, cho dễ diễn quá. Trời ơi, khóc thêm miếng nữa trước khi mà lên diễn á thì nhớ lột hành đi, lột hành lột tỏi đi, rồi khi đó ta hồ mà diễn, nước mắt cá chấu ta hồ mà nó xuống. Còn bây giờ còn cái gì nữa đâu để mà diễn, giờ này còn gì nữa đâu để mà diễn. Không lẽ giờ này không lẽ Hồng Loan nó thấy bà diễn như vậy, không lẽ Hồng Loan nó phải nghe bà, rồi nó phải mũi lòng, rồi nó phải quay xe với cộng đồng mạng để coi như là nó sẽ cho bà có một cái cơ hội, rồi nó sẽ coi như nó chia tài sản cho bà, rồi nó sẽ coi như rước bà về ở đó đồng sở hữu. Chắc nó phải làm như vậy thôi, chắc nó phải làm như vậy. Rồi nó làm như vậy xong rồi sau đó coi như là xong rồi đó, rồi sau đó là nó sẽ như thế nào với cộng đồng mạng là nó sẽ biết, đúng không? Nếu như nó sẽ một, nếu như mà nó có một cái ý định mà nghe bà, nước mắt cá sấu của bà, mà coi như là nó cho bà quay trở về đồng sở hữu, hay là nó cho bà một cơ hội nào đó, thì chắc chắn một điều là Hồng Loan nó sẽ phải trả giá với những cái việc làm của nó với cộng đồng mạng. Bởi vì sao? Bởi vì những cái ngày tháng từ ngày mà nó lên coi như là cộng đồng mạng đến giờ nó cầu cứu, đến hiện thời buổi hiện tại đến bây giờ là chén cơm, nồi cơm của gia đình nhà nó là tất cả là do sự yêu thương của cộng đồng mạng. Thế mà bây giờ nếu mà nó mà nhìn lên nước mắt cá sấu của bà mà coi như là nó tha thứ cho bà, thì coi như là nó tự đạp đổ nồi cơm của nó rồi. Nó tự đạp đổ nồi cơm. Đến bây giờ cái gọi là cái gì, cộng đồng mạng bây giờ còn chưa thỏa lòng thỏa dạ. Bởi vì sao? Bởi vì một cái loài người, một đặc biệt là mẹ con nhà bà,
nói mẹ con nhà bà đi đã. À, đặc biệt là mẹ con nhà bà phải trả giá đi. À, cộng đồng mạng người ta mới cảm thấy là vừa lòng. Chứ cộng đồng mạng mà chưa nhìn thấy mẹ con nhà bà trả giá thì chắc chắn một điều là cộng đồng mạng người ta chưa vừa lòng. À, nói thẳng luôn. À, vấn đề chính ở đây là cộng đồng mạng á. Hồng Loan là chỉ là một phần, nhưng mà vấn đề quyết định ở trong cái câu chuyện này cũng là có một phần trong đó, một phần lớn là cộng đồng mạng và bà Ni. À, đừng có nói cái chuyện, đừng có nói cái chuyện mà Hồng Loan bây giờ không gọi là không nể nang cộng đồng mạng và không nể nang bà Ni đi. Rồi Hồng Loan sẽ như thế nào thì sẽ biết hả? Rồi sẽ như thế nào thì sẽ biết. Gốc quá chơi thì có chịu đi, chơi cười á hả? À, cho đá thì bây giờ những cái lúc trung trướng, những cái lúc đếm tiền á, những cái lúc ăn chơi số đề số đón, rồi ai ăn chơi dùm ha. À, rồi những cái lúc mà sao không nghĩ những cái lúc Hồng Loan nó đi kiếm từng xu bạc, đừng từng xu đi bán cá bán tôm, rồi sao không kia nghĩ đến người anh của mình là đi hát khàn cả cổ mới có tiền để mà về chơi vào những cái cuộc chơi đỏ đen. Sao không nghĩ đứa cháu con của anh mình là nó phải đi làm ngày đêm buôn bán gánh bưng thì mới có đồng tiền để về nuôi con của nó. Nó còn không mang những cái đồng tiền của cha nó đi để nó phá. Mà tại sao mình là một bà cô, mà tại sao mình lại ăn chơi đến mức độ mà coi như là mang cả tài sản của cha mẹ đi, rồi mang cả tài sản của cha của nó đi ăn chơi. À, rồi những lúc đó ai khóc cho, những cái lúc đó ai khóc dùm cho chú Năm và ai khóc dùm cho Hồng Loan. Hồng Loan nó biết sao nó không biết, sao nó không biết, nó cũng tiếc chứ sao nó không tiếc. Nhưng mà bây giờ ba nó vì cứu những cái đứa em mà là nó gọi bằng cô chú, thế giờ chả lẽ giờ ba nó cứu các cô các chú là em của ba nó ra khỏi vòng tay của bọn đỏ đen, bọn casino, không lẽ giờ nó không cho nó cản không ấy. Không lẽ giờ nó cản thì nó cũng phải đành nuốt nước mắt và nó đành cắn răng cắn cỏ để cho ba mình giải quyết những cái món nợ đi, để cứu những đứa em như là bà với thằng Bảy Xèo. À, vậy tại sao bà không nghĩ ra những cái lúc như vậy, mà tại sao bà chỉ biết, bà chỉ lên bà thanh minh tay Nga trên cộng đồng mạng, bà nói rằng là chứ Hồng Loan là mang coi như là cái gì lên bán đứng bà này kia nọ, mà bà là coi Hồng Loan là con ruột, con nuôi cũng như con ruột trong gia đình hồi nãy giờ, mà để cho người ta chà đạp vào gia đình. Tại sao mà mình là bà cô ông chú mà tại sao để cho đứa cháu nó bán đứng, sao kỳ vậy, sao dễ bán đứng quá vậy, mình sống tử tế sao nó bán đứng được mình, đúng không cả nhà? Thử bà sống đàng hoàng đi, thử bây giờ bà làm ăn đàng hoàng đi, mẹ con nhà bà làm ăn đàng hoàng đi, mẹ con nhà bà làm ăn đàng hoàng đi, có nhà có cửa đi, rồi coi như là đâu vào đó, không phá hoại tài sản vào của ba nó và không phá cái căn nhà tử đường thì liệu rằng nó có dám bán bà hay không. Rồi nó đến 10, 100, 1,000 cái loa nó không dám bán bà, đúng cả nhà? Vậy còn cái gì nó đâu để mà coi như là thanh minh thanh Nga. À, như vậy có oan lắm không? Như vậy có cảm thấy mình oan quá không? Mà nó bán đứng như vậy là mình cảm thấy như vậy là nó bán đã đủ chưa? Hay là có cần thiết là phải bán thêm nữa không? Hồng Loan ơi, khả năng em bán chưa tới Hồng Loan ạ. À. Em bán cô của em chắc chưa tới Hồng Loan ơi. Chắc phải bán thêm đi Hồng Loan. À, nó bán còn chưa tới á. Nó bán còn tới nữa khi đó là còn như thế nào? Oan quá hả? Oan quá. Mình là một bà cô mà để cho đứa cháu lên còn khẳng định giờ này thua rồi mà vẫn còn khẳng định con người ta là con nuôi. À, khẳng định nó là con nuôi. À, vẫn lên coi như là cái này là dạng như sao? Bà nói rồi mà, bà chưa tới bến bà cũng chịu thua đâu. Bà ấy khóc rồi, bà khóc vậy thôi, nước mắt cá sấu vậy thôi. Chứ bà nói rồi, bà quyết tâm mà, bà không bỏ cuộc đâu. Cho dù có mà cỡ nào cỡ bà cũng chơi tới bến, có nghĩa là dạng như thua cũng chơi.
ha, khóc rồi khóc vậy thôi, nhưng mà vẫn, có nghĩa là vẫn làm tới đó, vẫn làm tới đó, vẫn cho Hồng Loan là đi, nếu mà cho đi xa được là vẫn cho đi đó, chứ không phải dặn vừa đâu, chứ không phải là như vậy đâu, chứ không phải thấy vậy thấy khóc vậy, chứ không phải là vậy đâu. Ôi trời, thì cô phải coi lại bản thân cô đi, là mẹ con nhà cô tại sao mà để một đứa cháu nó bán đứng, mà tại sao mà bây giờ cộng đồng mạng người ta lại không chà đạp ai, mà người ta chà đạp với gia đình nhà mẹ con nhà cô, người ta chà đạp gia đình nhà mẹ con nhà cô á, là mẹ con nhà bà, là con ve với bà đó, là lòng tham lam không đáy, chứ người ta không có chà đạp gia đình nhà chú Năm. Nó không có chà đạp gia đình nhà chú Năm. Gia đình nhà chú Năm giờ có Hồng Loan, Hồng Loan người ta ủng hộ hết, nên người ta chà đạp làm gì, đúng cả nhà. Giờ bây giờ mình cứ vơ nguyên cái gì, mình nói là coi như cứ vơ vào lòng rồi đó. Gia đình của mình khác à, gia đình của chú Năm khác à, không có giống nha, không có giống. Nếu mà giống là người ta không bao giờ ủng hộ Hồng Loan. Nghe, gia đình chú Năm khác à, cho nên Hồng Loan người ta ủng hộ hết, đúng không cả nhà? Ta ủng hộ ngày, ủng hộ đêm, ủng hộ trong nước ngoài nước, mà bà nói là người ta lên chà đạp gia đình nhà mình. Gia đình nhà mình là gia đình nào? Bà phải nói rõ, đúng không? Do là mẹ con nhà bà, có xứng đáng là như vậy không? Hay là có phải hơn như vậy nữa? Mẹ con nhà bà phải hơn như vậy nữa, chứ còn như vậy cũng là cái gì? Mẹ con nhà bà xứng đáng lắm. Ngày hôm nay là mẹ con nhà bà là phải coi như phải trả giá nữa, chứ không phải đến đây mà nó dừng đâu. Đừng có khóc lóc, đừng có mà đến đây mà khóc lóc nha. Khóc lóc như vậy là chưa đâu. Đừng có nói là đem nước mắt cá sấu ra coi như là lấy lại lòng sự thương hại của cộng đồng mạng với lấy lòng thương hại của Hồng Loan, không có đâu nha. Còn nó muốn làm thì cứ làm tới đi. Từ xưa đến giờ làm rồi mà, thì giờ còn gì nữa đâu mà không làm. Làm rồi thì làm luôn đi, thua rồi cho thua luôn đi, chứ còn gì. Nó đã biết thua nhưng mà vẫn đi kiện. Nó chứng tỏ là mẹ con nhà bà ủ mưu từ ngày xưa tới giờ, là khi nào cũng để trong lòng, trong bụng là nó là con nuôi. Chừng nào mà chú Năm, mà chú Năm xuống là coi như tài sản thuộc về mẹ con mình. Anh ta mà nằm xuống nhà mày, mày sẽ biết với mẹ con nhà tao. Là ủ mưu, ủ mưu từ ngày xưa tới giờ rồi, chứ không phải bây giờ cả nhà. Ủ mưu mà coi như là chưa thực hiện à, chưa thực hành được, chưa thực hiện được. Đang thực hiện ngon lành quá, chót lọt quá, thầu cái đám ma chót lọt ngon lành quá. Coi như không biết bao nhiêu tiền. Ngon lành cành nào, con thì có tiền, mẹ có tiền, tiền nhà cửa có, đất đai có, tài sản có, vàng bạc có, cái gì cũng có. Mà đứa cháu mình mà nó ăn mì gói, mà bà cô mà không ngày quan tâm đến đứa cháu mình, mà cái đám ma của ba nó, mà tiền bạc không đưa cho nó, mà cuối cùng để cho cháu mình coi nó là cháu như cháu ruột, mà nói nó là con nuôi mà coi như là cháu ruột, mà tại sao để nó ăn mì gói vậy? Tại sao để nó ăn mì gói vậy? Sao kỳ vậy? Bà cô gì mà tồi tệ nhất thế giới vậy? Sao kỳ á? Coi là người ta là giống như là đứa cháu ruột thì phải quan tâm. Mà mày coi còn mày còn tiền không? Tao có tiền này, tao còn bao nhiêu này, đưa cho mày, mày xài vợ chồng mày này, mua đồ ăn đồ uống này cho con mày này. Đấy là chưa nói cái chuyện mà thầu đám ma nha, chưa nói cái dù viên đá viên gạch nữa. Đấy là nói cái dù mà nếu như mình là một bà cô ông chú mà mình đối xử với đứa cháu của mình coi như là coi như tốt lành, thì coi như mình phải quan tâm đến nó có ăn hay là nó đói, đúng không? Còn đây trời ơi, chỉ quan tâm là coi như tranh giành tài sản, mới quan tâm là ông ấy coi như ông chết sớm đi để có gì còn tính sổ cái nhà, rồi coi như còn biết đường để mà coi như sang tên, rồi ông đi mau lẹ lẹ giùm tôi cái, để cho mẹ con tôi còn chiếm cái nhà với miếng đất, để mẹ con tôi còn thanh lý sớm, với lại mau mau lên để mẹ con tôi còn kêu gọi viên đá viên gạch, để cho như là tiền mẹ con tôi như là ở trên trời nó cứ rót xuống vậy đó.
chỉ biết là quan tâm những cái thứ đó thôi. Còn ngoài ra là cháu mình nó chết đói chết cát là không quan tâm à, mà kệ mẹ mày, mày càng chết đói càng tốt à. Bây giờ này còn đền là thanh minh thanh nga là giống như kiểu mình là tử tế lắm. Mình là bà cô ông chú con mình nó tử tế quá, mà mẹ con nhà bà tử tế quá mà ngồi mà thanh minh thanh nga thôi đi, chán ngán quá rồi. Cộng đồng mạng người ta chán ngán mẹ con nhà bà. Bây giờ mẹ con nhà bà có bò lăn bò cuồng, có khóc ở ngoài đường, có lết ở ngoài đường, cũng không ai người ta, không ai người ta quan tâm, không ai người ta coi, người ta ủng hộ mẹ con nhà bà à. Bây giờ cộng đồng mạng người ta chỉ cần biết là giờ mẹ con nhà bà làm cái những cái gì, thì với Hồng Loan với anh là của mình thì bây giờ lương tâm tự biết à, những cái việc làm của mình giờ lương tâm cắn dứt mà, đúng không? Có lương tâm không mới lạ đó, mẹ con nhà bà có lương tâm không mới lạ đó à. Nếu mà có lương tâm mà đâu có lên nói con ta là bán đứng rồi à, nó chỉ là đứa con nuôi rồi vẫn lên nói xấu Hồng Loan như thường, thấy không có một cái dấu hiệu nào ăn ăn sám hối, vẫn cứ lên tiếp tục chứng nào thật đó cũng y chang mà luôn, chả có gì khác. Cho nên tại sao quý vị khán giả đừng có nghe, đừng có bao giờ mà nghe bà Trích với ông Bảy Trèo là đem cái nước mắt cá sấu ra mà coi như là để mà vải thưa che mắt tánh, để mà là lấy coi như làm sự thương ngại, giống như kiểu là mình tử tế đạo đức hiền lành lắm. Đúng rồi, mẹ con nhà bà hiền lành lắm, đâu có ai nói không hiền lành đâu. Mẹ con nhà bà đâu có tham lam, mẹ con nhà bà đâu có đồng sở hữu, chưa bao giờ đồng sở hữu. Đúng rồi, bắt con ta ký giấy vô là đòi đồng sở hữu à, toàn bộ con cháu trong gia đình là được đồng sở hữu hết, chứ không riêng gì mình mày. Nên mày phải làm giấy à, coi như phải ký hết vào đây thì mới được, chứ không á, vui thì mày cho ở, buồn thì mày đuổi tao đi sao. Rõ ràng trong cái cuộc họp 21 ngày mà kêu là không tham lam, không tham lam thôi. Tham lam nhà ta, người ta ở, người ta thờ con à, thờ trang con người ta, thờ trang người ta. Rồi trong cái đó là gia đình nhà ta còn con 5-6 đứa con, mắc cái chứng gì mà mình phải nhào vô nhà gia đình nhà ta làm gì? Gia đình nhà ta cũng còn có con có cái, cả đống cả đàn, mà nghĩ sao mà mình nhào vô để coi như là giành giật để làm gì, mà lại còn cứ ngồi đây kêu là không tham lam gì, không đồng sở hữu. Thua rồi giờ còn nói từ nào nữa, thua rồi thì giờ lên nói lại, giờ đâu có đồng sở hữu bao giờ đâu. Đúng rồi, đâu có đồng sở hữu, đúng không? Đâu có đồng sở hữu bao giờ à, chỉ gọi là coi như là à, mày đứng tên đi rồi, nhưng mà cái vấn đề là đồng sở hữu là tao phải có mặt nha, à, con ve phải có mặt này, tao có mặt này, rồi những người coi như là liên quan cũng phải có mặt này, à, vậy mà kêu là không đồng sở hữu bao giờ hết. À, đúng rồi, hoàn quá rồi, dù sao đi chăng nữa thì bây giờ chấp nhận đi, à, trả giá đi được rồi, à, thôi còn phải trả giá nhiều, à, bây giờ không có dấu hiệu ăn năn, à, không có dấu hiệu sám hối, thì tốt nhất là bây giờ bà, bây giờ bà có xuống tóc, bây giờ có 10 lần hay 1.000 lần xuống tóc ăn chay niệm Phật. Giờ mẹ con nhà bà bây giờ thôi người ta cũng khủng khiếp quá rồi, người ta thấy mẹ con nhà bà người ta tưởng tượng giống như kiểu là gọi là gì, yêu tinh với yêu nhèn rồi, người ta ớn ăn rồi, coi như người ta không có chấp nhận, hiểu không? Không có chấp nhận mẹ con nhà bà à, à, cộng đồng mạng người ta coi như tất cả mọi người không có ai người ta chấp nhận à. Thì bây giờ bà có lên bà khóc lóc, bà tan lan, bà thanh minh thanh nga, giận đâu ai người ta nghe, đâu có ai người ta còn chửi tên. Hầu như là 100 cái comment, là 1.000 cái comment người ta chửi mẹ con nhà bà. Thế thì bà nghĩ đi, là bà khóc lóc để làm cái gì à, khóc lóc rồi, đúng rồi, tôi cứ khóc lóc đi, đúng rồi, tôi tham cũng tham của anh tôi, chứ tôi đâu có tham của ai. Đúng rồi, vẫn còn nói được như vậy mà, chứng tỏ là coi như vẫn còn tham lam à, chứng tỏ là vẫn còn tiếp tục là coi như là vẫn còn là nuôi vòng là sẽ coi như là phải lấy được căn nhà và lấy được tài sản, như vậy là vẫn đang nuôi vòng, vẫn đang coi như là vẫn đang ấp ủ cái hy vọng đó đó cả nhà. Chứ mẹ con nhà bà là chưa bao giờ mà có cái gọi là cái ý định là từ bỏ cái tài sản của Hồng Loan đâu à. Thôi tới đây em xin phép quý vị, em xin kết thúc video.
Hẹn gặp lại quý vị vào những video mới. Quý vị khán giả nhớ cho anh Ngờ một cái đăng ký kênh, cũng như là cho anh Ngờ xin một nhấn nút like và một lượt chia sẻ, và có những lời ý góp, đóng góp ý kiến, quý vị khán giả có thể để dưới phần bình luận về một bà cô, cũng như là về những cái sự giả tạo của cái bà cô ha. Bà cô đó là chính là gọi là shit bà. Quý vị khán giả cứ để lại những cái phần bình luận ý kiến của mình, anh Ngờ sẽ ghi nhận những cái đóng góp ý kiến của quý vị. Và quý vị nhớ nhấn vào cái nút chuông để chờ chuông thông báo, anh Ngờ sẽ mang lại những video mới về cho quý vị khán giả. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào những video mới. Xin chào quý vị nha. Xin chúc quý vị nhiều sức khỏe.